Đây, đây là cái luồng lưới gắn của hai anh em đi thăm này. Này là bao giáp dòng luôn. Này là dài lắm nha cả nhà. Câu chuyện luôn rồi các bạn ơi. Dù ba con gắn hổ hành. Ba con này tầm khoảng chừng 3 kg ha. 3 kg không anh Tâm? 3 kg. Đạn chút nào. Chính nguyên một bầy dê luôn nè. À. Đó. Bây giờ là hai anh em đi ra ngoài sao gỡ nè. Một chùm này là mười mấy 20 con. Hết hồn bự rồi. Thành quả của hai anh em. Chùm dê hai anh em đi đẩy dê. Ôi trời hết hồn. Đây. Đây là dê gì vậy ta? Dê quả. Đây là con dê quả.